Nhập hàng về rất là nhiều, đa dạng cây, đó, đủ thứ cây cảnh, và không những cây cảnh mà trưng kho Tết mà còn có những cái loại cây để mà cho họ bỏ trong văn phòng. Mình vừa buôn bán và mình vừa tư vấn cho họ được, và cách chăm sóc mình vẫn là tư vấn cho họ hết. Chỉ họ về ví dụ như là lượng nước tưới, cây nào độ ấm như thế nào. Đến thời điểm này, các chợ hoa trên địa bàn thành phố Pleiku đã đi vào hoạt động. Những sắc màu rực rỡ của nhiều loài hoa cây cảnh được trưng bày tại chợ hoa năm nay đã tạo không khí phấn khởi, trở thành điểm tham quan du xuân và mua sắm của người dân. Đến với chợ hoa Tết năm nay thì bên vườn lan rừng Trọng Mơ Bết đã chuẩn bị rất là nhiều cái dòng lan rừng để cho cả nhà mình sưu tầm và ngắm. Mà riêng những cái dòng hoa lan như thế này mà để chơi được Tết á, thì nó đòi hỏi kỹ thuật rất là cao. Tại vì ngoài về kỹ thuật chăm sóc hàng năm để cho cây nó khỏe, nó đẹp để mình làm hoa thì còn phải canh về thời tiết nữa. Nên là để chuẩn bị một cái Tết thật là đẹp thì bên em cũng chăm sóc cây và làm cây rất là kỹ càng.